Chào các bạn, tôi tên là Đặng Thị Như Hà, là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Da Gia Pha. Trong clip lần trước, tôi đã chia sẻ với các bạn vấn đề là tinh dầu nào có công dụng xua đuổi muỗi. Và hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn vấn đề là cách phòng và chữa trị bệnh cảm cúm ở phụ nữ mang thai. Và ho, ngạt mũi, sổ mũi là những triệu chứng ban đầu của bệnh cảm cúm, đặc biệt là vào thời tiết thay đổi như thế này và sức đề kháng của bạn yếu thì nguy cơ bị bệnh cảm cúm càng nhiều hơn. Và bệnh cảm cúm thực sự rất quan trọng đối với người phụ nữ mang thai, bởi vì nếu như họ bị bệnh cảm cúm trong giai đoạn đầu của thai kỳ thì dễ dẫn đến bị sảy thai hoặc là bị dị tật của trẻ khi mà được sinh ra. Và khi mà họ mang thai mà họ bị bệnh cảm cúm thì các bạn thì cơ thể rất là mệt mỏi và có thể dẫn đến kiệt sức. Vì vậy phòng và chữa trị bệnh cảm cúm là một trong những điều rất là quan trọng. Và cụ thể hơn ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phòng và chữa trị bệnh gạt mũi và sổ mũi. Và khi mà cơ thể của người phụ nữ mang thai thì cơ thể của họ thay đổi rất là nhiều. Họ thay đổi từ hàm lượng nội tiết tố, thay đổi từ đến hàm lượng estrogen trong cơ thể, số lượng máu trong cơ thể cũng tăng và làm cho các mạch máu nhỏ bị sưng, khiến cho mạch mũi cũng bị sưng theo và tiết dịch nhầy. Đó là lý do tại sao mà họ thường bị sổ mũi. Và khi mà bị sổ mũi như vậy thì chúng ta có những bài thuốc dân gian đơn giản, hiệu quả và dễ thực hiện. Bài thuốc đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến các bạn ở đây là tỏi. Chúng ta rất là quen biết với tỏi đúng không ạ? Tỏi là người bạn đồng hành với mỗi gia đình, là người bạn thân thiết đối với người phụ nữ trong các bếp. Nhưng ít ai biết được rằng là tỏi có công dụng chống virus gây bệnh rất là tốt và đã được y học hiện đại công nhận. Và trong tinh dầu tỏi cũng giàu glucogen, aniline, phytoxit, có công dụng là diệt khuẩn, sát trùng và chống viêm. Bên cạnh đó thì tinh dầu tỏi giàu vitamin cũng rất tốt cho người phụ nữ. Và cách chúng ta dùng tỏi dùng để chữa ngạt mũi, sổ mũi rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta đập dập tỏi ra và chúng ta đưa trước mũi như thế này, chúng ta ngửi. Cách thứ hai là chúng ta lấy tỏi đập âm nhỏ, pha vào một ly nước ấm và chúng ta uống. Thì cách này là hơi khó uống đối với những bạn mà không quen mùi tỏi vì có thể nó hơi hăng đó các bạn. Nhưng mà chúng ta cố gắng mỗi ngày một chút thì để giúp bảo vệ sức khỏe cho cả bạn và em bé trong bụng. Cách thứ ba là chúng ta ăn giấm tỏi và cách thứ tư là chúng ta uống tinh dầu tỏi. Và cái bài thuốc thứ hai tôi muốn giới thiệu các bạn ở đây là lá kinh giới và lá tiết tô. Thì các bạn cho một nắm lá kinh giới và lá tiết tô vào một nồi, cùng với đó là hai chén nước, chúng ta đun lên và chúng ta đun đến khi là chúng còn một chén nước. Chúng ta để nguội và uống khi nó còn ấm. Nhưng mà khi mà các bạn đun thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta mở lửa to và đậy nắp cho các bạn để hàm lượng tinh dầu không bay ra ngoài và nó vẫn còn giữ nguyên công dụng của chúng. Và cái sản phẩm thứ ba tôi muốn giới thiệu ở đây đó chính là dầu tràm. Thì trong dầu tràm có hai thành phần chính là 18-sinol và alpha terpenol. Trong đó 18-sinol có công dụng là giúp giữ ấm cơ thể, bảo vệ cơ thể, và thành phần alpha terpenol có công dụng là sát khuẩn, kháng trùng, làm thanh lọc không khí. Vì vậy là khi mà bị sổ mũi là hệ hô hấp rất là nhạy cảm. Vì vậy khi mà thoa dầu tràm vào mũi thì chúng ta sẽ giúp là bảo vệ hệ hô hấp và tránh sự xâm nhập của các vi khuẩn, giúp chúng ta nhanh lành bệnh hơn. Và cách thực hiện là chúng ta có thể lấy dầu tràm xoa vào mũi, vào cổ và hai bên thái dương. Thì tôi cũng đã có một video clip chia sẻ về cách sử dụng dầu tràm đối với phụ nữ mang thai. Các bạn có thể tìm lại trong kênh YouTube của tinh dầu tràm Da Gia Pha và một danh sách khác thì các bạn sẽ xem được video đó. Và trên đây là những chia sẻ của tôi và ba bí quyết phòng và chữa bệnh cảm cúm. Cụ thể hơn ở đây là chữa ngạt mũi và sổ mũi ở phụ nữ mang thai. Các vấn đề cần thắc mắc, mời ba mẹ liên hệ trực tiếp hotline của tinh dầu tràm Da Gia Pha 0901 809 484 hoặc để lại bình luận bên dưới để đội ngũ chúng tôi hỗ trợ trực tiếp. Hãy cùng nhấn nút like và chia sẻ để kiến thức đi sang các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.